Chuyển sang thông tin trong tỉnh, sáng nay tôi đại biểu số 7 Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ có buổi tiếp công dân trên địa bàn phường Mỹ Xuân thị xã Phú Mỹ. Người dân phường Mỹ Xuân thị xã Phú Mỹ kiến nghị với tổ đại biểu số 7 Hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường D10, việc nộp thuế nhà đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong nghiệp sang thổ cư Ngoài các ý kiến liên quan đến cá nhân người dân phường Mỹ Xuân, còn kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng các khu phố, xử lý tình trạng rải tờ rơi quảng cáo cho vay tài chính trong khu dân cư, để nhanh tiến độ các dự án tuyến đường giao thông trọng điểm, chấn chỉnh tình trạng xe chạy ngược chiều không chấp hành tín hiệu đèn giao thông trên quốc lộ 51. Tại buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã yêu cầu lãnh đạo địa phương các cơ quan liên quan trả lời giải trình ý kiến phản ánh kiến nghị của người dân trong tháng 3 năm 2023. Tôi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám sát theo dõi việc xử lý kiến nghị của người dân.